Thưa quý vị, trong không khí tri ân ấm áp của những ngày tháng 7, cùng với các hội đoàn thể khác, Hội Cựu chiến binh huyện Hòa Vang đã triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa hướng về ngày thương binh liệt sĩ, góp phần thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Một trong những hoạt động đó là tìm về địa chỉ đỏ và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Bia chiến tích Gò Hà, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang vào một chiều cuối tuần. Đây là điểm đến cuối cùng của Hội Cựu chiến binh huyện trong hành trình về nguồn, một trong những hoạt động hướng ứng ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Tại đây, các cán bộ hội viên cựu chiến binh và các đoàn viên thanh niên cùng nhau ôn lại lịch sử của mảnh đất Hòa Vang, giàu truyền thống cách mạng, cùng dâng những nén hương thơm tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc. Chúng ta tổ chức trên 11 cái nghĩa trang của huyện và tổ chức dỗ liệt sĩ, rồi tặng quà cho gia đình chính sách. Có 22 cái bia chiến tích hiện nay là chưa được xếp hạng, cho nên không có kinh phí trùng tu. Vì thế, cựu chiến binh đã vận động kinh phí trùng tu được 6 bia với tổng kinh phí là trên 300 triệu đồng và 720 ngày công. Nhằm là để thực hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn. Kể từ khi bia chiến tích Gò Hà được khánh thành cho đến nay, đã trở thành một địa chỉ đỏ quen thuộc trên địa bàn huyện Hòa Vang nói riêng và Đà Nẵng nói chung. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để Hội Cựu chiến binh các cấp tổ chức các chương trình giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, như kể chuyện về các anh hùng liệt sĩ, về trận chiến trên đồi Gò Hà năm xưa hay học tập Bác. Được nghe các bác cựu chiến binh, những người đã chiến đấu và trong cuộc cách mạng kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì để giành lại độc lập cho dân tộc ta, thì em thấy rất ý nghĩa và rất tự hào. Thì bản thân em thì sẽ luôn cố gắng học tập nêu gương những người đi trước, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Cái việc mà học tập nêu gương kể truyền truyền thống này thì huyện Hòa Vang đã tiến hành trên 10 năm nay. Hôm nay cái diện tích cái Gò Hà này là cái công trình được đầu tư của thành phố trên 12 tỷ, trên 1.200 mét vuông. Và hôm nay thì kể chuyện cái trận đánh Gò Hà, nơi cái tiêu diệt cái đại đội Mỹ trong công sự đầu tiên của miền Nam. Đây là cũng một truyền thống giáo dục cho thế hệ trẻ và đồng viên thanh niên cũng như cựu chiến binh và nhân dân đi địa bàn, người ta biết được cái lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của thế hệ cha anh. Cũng nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, Hội Cựu chiến binh huyện Hòa Vang đã trao sổ bảo hiểm cho các hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, huyện đoàn Hòa Vang cũng trao quà cho một số thương bệnh binh, con em các gia đình liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn, qua đó thể hiện sự tri ân, ghi nhận những hy sinh, cống hiến của các cựu chiến binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.